Xin chào các bạn đã đến với Tech News. Vào sáng ngày hôm nay thì YouTube đã bất ngờ gặp phải một sự cố gián đoạn dịch vụ ở nhiều khu vực trên thế giới và trong đó có cả Việt Nam nữa. Theo phản ánh của nhiều người dùng thì khi truy cập vào YouTube sáng nay thì trên trang chủ chỉ hiển thị lỗi là 500 Internal Server Error và hầu như mọi nền tảng di động, là máy tính hay là TV đều không thể truy cập vào dịch vụ YouTube của Google. Trước sự việc xảy ra thì phía YouTube cũng đã ngay lập tức lên tiếng và cho biết đang cố gắng giải quyết vấn đề và thông báo đến người dùng sau khi lỗi đã được khắc phục. Và gã khổng lồ trong lĩnh vực video trực tuyến cũng đã gửi lời xin lỗi vì sự cố xảy ra. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày thì YouTube cũng đã bắt đầu có được sự khôi phục và người dùng hiện đã có thể sử dụng lại mạng YouTube một cách bình thường. Hiện tại thì nguyên nhân chính của sự cố vẫn chưa được YouTube công bố. Và sáng nay thì khi mà mình vào YouTube để đọc comment của các bạn á thì cũng phát hiện là YouTube bị sập và tưởng đâu là tối nay sẽ không có Tech News cho các bạn coi rồi chứ. Realme, thương hiệu smartphone với những sản phẩm chất lượng và phong cách đặc trưng dành cho giới trẻ. Và hôm qua ngày 16 tháng 10 thì Realme đã chính thức giới thiệu bộ ba smartphone tại thị trường Việt Nam với những đặc điểm là giá thành phải chăng nhưng mà cấu hình mạnh, bao gồm là Realme 2, Realme 2 Pro và Realme C1. Phiên bản Realme 2 có hai màu sắc là màu kim cương đen và màu kim cương đỏ. Thiết bị thì có màn hình là 6.2 inch, tỷ lệ 19:9, độ phân giải là HD Plus, có tay thỏ. Vi xử lý được trang bị là Snapdragon 450 và camera kép phía sau có độ phân giải là 13 megapixel cộng với 2 megapixel. Camera selfie thì có độ phân giải là 8 megapixel. Pin có dung lượng là 4230 mAh và mức giá bán cho phiên bản RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB là 3.790.000 đồng và phiên bản RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB là 4.490.000 đồng. Realme 2 Pro thì có hai màu sắc là màu biển đen và màu hồ băng và màn hình của máy thì có kích thước lớn hơn một chút, đó chính là 6.3 inch, tấm nền là LCD IPS và độ phân giải là Full HD Plus và có phần khuyết nhỏ vào trong, được Realme đặt tên là giọt xương. Và vi xử lý được trang bị đó là Snapdragon 660, camera có độ phân giải là 16 megapixel và 2 megapixel ở phía sau và camera selfie thì có độ phân giải là 16 megapixel, pin là 3500 mAh và giá bán cho phiên bản RAM 4GB và bộ nhớ trong 64GB là 5.590.000 đồng, phiên bản RAM 6GB và bộ nhớ trong 64GB là 6.290.000 đồng và phiên bản cao cấp có RAM 8GB và bộ nhớ trong 128GB, đó chính là có mức giá 6.990.000 đồng. Còn Realme C1 là sản phẩm thuộc phân khúc giá thấp nhất. Máy có hai phiên bản màu sắc là màu xanh và màu đen và màn hình của máy thì có kích thước là 6.2 inch, tỷ lệ là 19:9, độ phân giải là HD Plus và có tay thỏ. Vi xử lý được trang bị là Snapdragon 450 và camera kép phía sau có độ phân giải lần lượt là 13 megapixel và 2 megapixel, camera selfie có độ phân giải là 5 megapixel và pin có mức dung lượng là 4230 mAh và giá bán cho phiên bản RAM 2GB và bộ nhớ trong 16GB là 2.490.000 đồng. Nokia vừa giới thiệu một sản phẩm smartphone mới của hãng vào năm nay tại thị trường Trung Quốc có tên là Nokia X7 và đây cũng là một phiên bản smartphone màn hình tay thỏ. Sản phẩm thì có mức giá tầm trung với mức giá từ 245 USD, tức là khoảng 5,6 triệu đồng tiền Việt Nam cho phiên bản RAM 4GB và bộ nhớ trong là 64GB. Nokia X7 tạo điểm nhấn với màn hình tay thỏ 6.18 inch và đạt độ phân giải là Full HD Plus và độ sáng cao lên đến 500 nits và hỗ trợ DCI P3. Máy sử dụng con chip là Snapdragon 710 và chạy hệ điều hành Android 8.1 Oreo và sẽ được nâng cấp lên Android 9.0 Pie trong thời gian tới. Nokia thì cũng sẽ mang về thiết bị mới của mình, hệ thống camera kép với cảm biến Sony IMX363 12MP khổ độ là f1.8, cùng với đó là ống kính dài và chống rung quang học. Còn ống kính thứ hai sẽ có độ phân giải là 13MP khổ độ f2.4 để đo chiều sâu và cho phép chụp ảnh xóa phông. Ngoài ra thì máy sử dụng một camera trước là 20MP tích hợp nhiều tính năng chụp ảnh xóa phông, nhận diện gương mặt và làm đẹp bởi AI. Và vừa rồi là những thông tin có trong bản tin Tech News ngày hôm nay. Các bạn khán giả của Tech Mắt, các bạn cảm thấy những thông tin này như thế nào thì chúng ta hãy cùng bình luận bên dưới video này nhé. Còn bây giờ thì Huyền Vân xin chào và hẹn gặp lại.